Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển khoản ngân hàng Hokkoku Bank đến tài khoản Zizhou hoặc các tài khoản ngân hàng khác ở Nhật Bản. Đầu tiên thì các bạn cần phải tải cho mình cái ứng dụng này. Đây là ứng dụng Hokkoku Bank, tức là ứng dụng của ngân hàng Hokkoku. Các bạn lưu ý, video này chỉ thực hiện được khi mà các bạn đã có ứng dụng này và đã có thẻ ngân hàng Hokkoku Bank và đã đăng ký Internet Banking tại các chi nhánh mà các bạn đã đăng ký thẻ ngân hàng. Nếu các bạn không đăng ký được hoặc không tự mình đi đăng ký được Internet Banking của Hokkoku thì các bạn có thể nhờ nghiệp đoàn hoặc là công ty dẫn các bạn đi làm thủ tục đăng ký Internet Banking của Hokkoku Bank. Sau khi đã tải được ứng dụng này về rồi thì các bạn hãy nhập vào và đăng nhập thông tin của mình vào. Thì hiện tại đây là ứng dụng của mình, thì mình đã đăng nhập thông tin và đã đăng nhập vào thành công. Sau khi đã vào được giao diện như thế này thì các bạn chọn vào dòng ở giữa cho mình. Tiếp theo các bạn hãy vuốt xuống phía dưới. Trong phần này, tức là phần tên ngân hàng mà các bạn muốn chuyển đến, thì ở đây thì mình đang hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ chuyển từ Hokkoku Bank đến ngân hàng Zizhou. Còn các ngân hàng khác thì các bạn cũng có thể gõ tên của các ngân hàng đó thì nó sẽ hiển thị ra nhé. Ở đây thì các ngân hàng, đặc biệt thì ngân hàng Zizhou là ngân hàng lớn nên là nó sẽ hiển thị luôn. Sau khi chọn vào Zizhou xong thì các bạn vuốt xuống tiếp dòng thứ hai, tức là dòng tên chi nhánh. Ở đây thì tên chi nhánh để kiểm tra hoặc để lấy chi nhánh của cái thẻ Zizhou đấy thì các bạn hãy vào một trang web. Là trang web này mình sẽ đặt ở phần mô tả cho các bạn nhé. Để lấy được thì các bạn chỉ cần nhập chi nhánh đầy đủ và số tài khoản đầy đủ là được. Đây là phần tên chi nhánh Nizero Hachi. Thì các bạn hãy nhập Ni. Thì các bạn hãy chọn vào chữ cứng nhé. Ni sẽ ra hiển thị các số ở phía dưới. Thì các bạn hãy chọn vào tên chi nhánh mà mình đã chọn. Sau đó trong dòng này thì là nó hiển thị là dòng tài khoản thông thường, tài khoản tiết kiệm và tài khoản. Thì các bạn hãy chọn vào dòng đầu tiên là tài khoản thông thường. Trong phần này là phần số tài khoản mà các bạn muốn chuyển đến. Đây là số tài khoản mà mình muốn chuyển đến. 2462030. 2462030. Sau đó các bạn chọn vào Kuno. Các bạn chọn vào dòng này. Sau khi đã đến bước này thì các bạn hãy kiểm tra thông tin lại xem có chính xác không nhé. Tên là Dan Conra và là ngân hàng Zizhou, mã là 208, số tài khoản là 2462030. Nếu đã đúng như vậy rồi thì các bạn hãy bút xuống phía dưới. Và đây là tên người nhận, tức là tên của mình. Ở đây thì sẽ hiển thị số tiền mà các bạn muốn chuyển đi. Ở đây mình muốn chuyển là 4 sen 170 yên. Thì ở đây sẽ là cước chuyển là 330 yên. Nếu các bạn chọn vào cái dòng này thì tức là nó sẽ trừ đi phí là 330 yên, tức là người nhận chỉ nhận được 3 sen 840 yên. Còn nếu mà để nhận đủ được 4 sen 170 yên thì các bạn phải bỏ tích này đi nhé. Tức là phí các bạn phải chịu là 4 sen rưỡi. Còn ở dưới là phần thời gian người nhận, tức là ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6. Thì mình muốn cho ngày hôm nay người ta sẽ nhận được luôn thì sẽ là để nguyên như vậy nhé. Tiếp theo các bạn chọn vào dòng màu xanh như thế này. Sau đó các bạn hãy kiểm tra lại thông tin xem chính xác hết chưa nhé. Ở đây là dòng đầu tiên là số tài khoản của mình 0029889. Và đây là tên của mình, VNCN gốc cự. Còn đây là phần thông tin của người nhận, tức là Dan Conra, ngân hàng Zizhou, mã 208, số tài khoản 2462030. Số tiền nhận là 4 sen 170 yên. Phí gửi là 330 yên. Tổng hết 4 sen rưỡi.
Sau khi các bạn phần dưới cuối cùng là phần thời gian nhận được, tức là ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023. Còn đến lúc nào thì mình cũng không rõ. Nói chung là trong ngày hôm nay sẽ nhận được. Sau đó các bạn hãy chọn vào cái ô mà màu xanh phía bên tay phải. Đến đây là phần check lại bill thì các bạn hãy chọn vào ô này nhé, tức là đồng ý. Tôi đã đồng ý với các thủ tục trên. Và tiếp theo các bạn chọn vào ô màu vàng ở phía bên tay phải màn hình. Chúc các bạn thành công. Các bạn thấy video của mình hay hữu ích, hãy like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.